Chào anh em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và Mia Thanh Ezi đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì ở đây thì mình có một con rồng mang tên là con Deadly Dragon. Con rồng này sẽ cần trong cái sự kiện sắp tới và mình sẽ cho nó nở ra nha. Mình sẽ để vào đây luôn. Môi trường hệ kim loại đúng rồi. Đó, Deadly Dragon này. Và chúng ta sẽ cần là cho nó đợi tí mình một chút đã. Mình cần con đấy trong sự kiện đúng không? VS này. Ở đây nó sẽ cần con rồng Deadly chuẩn xác rồi. Và chúng ta sẽ cho nó ăn lên nha. Đây, con này khá đẹp ta. Nó là một cái bộ xương, sau nó có đội như kiểu là tử thần ấy, dạng kiểu tử thần ấy. Và mình có thể xem được cái thông tin của nó ở trên mạng về thông số cũng như là thông tin về lịch sử của nó. Dragon City. Và mình sẽ tìm tới con tên là Deadly Dragon đây. Nó đây rồi. Và đây là cái thông tin của nó. Để xem nó như thế nào đây. Deadly Dragon. Nó sẽ có một chiêu Hammer Fist 900 dam, một chiêu Grim Reaper là 1200 dam này, Dear's Word là 1125 và một Cannonball sẽ là 1200. Tất cả các con rồng đều biết rằng khi con rồng này tiếp cận chúng thì thời gian của chúng đã hết. Nó sẽ trên chiến trường thì nó sẽ làm thế nào để tạo ra cái sự hiện diện của nó làm cho kẻ thù nó run sợ. Có nghĩa là trên chiến trường thì mỗi khi con này xuất hiện ấy sẽ làm cho kẻ thù run sợ. Nhìn rất là bá đạo, rất là chất. Tử thần. Nhìn chất nhờ, phải rất là đẹp. Con này đến bây giờ thì mình mới có. Đây là dạng thứ hai của nó. Ngựa, trời ơi, bá cháy, thật sự bá cháy thật. Nó chỉ là R thôi nhưng mà nó quá đẹp luôn. Thế nhưng mình đánh giá là quá đẹp. Đây, đây là dạng cuối cùng của nó. Dậm chân xuống và nó sẽ tạo ra những cái linh hồn bay ra từ cái cơ thể của nó này. Mình sẽ cho lên cấp 8 này. Và rồi thì mình có thể là chiến đấu được ở trong phần quest rồi. Đây, quest đây. Trong cái này thì nó sẽ có chứa cái hòm. Trong này nó sẽ chứa cái hòm chuối đây. Gần như là thế. Và mình sẽ vào và chiến đấu thôi. X2 chuối à. Chiến đấu này. Deadly level 5. Ở đây thì mình sẽ có con X-Rage. Tiếp theo là sẽ thêm một bé nữa. Đó chính là Doflamingo. Và bắt đầu tạo chiến đấu. Deadly nhìn đẹp quá anh em ạ. Và ta sẽ test thử Deadly luôn nha. Hơn 3k. Sử dụng chiêu bóng tối Lip Drain. Đấy, nó sẽ phóng cái đôi cánh của nó như là lưỡi dao tử thần ấy. Đẹp, chất vãi. Nhưng mà hiện tại đang quá yếu rồi. Mình sẽ sử dụng chiêu thứ 3, cũng sẽ là phóng lưỡi dao. Rồi, hiệu ứng quá chất. Quá đẹp. Nó sẽ bắn bong bóng à. Đây có dùng bong bóng đúng không? Mình sẽ luyện thì mình vẫn luyện con X-Drake của chúng ta lên. Và chúng ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Đầu tiên chứ. Chiêu chiến binh. Rồng chiến binh. Đấy, 8700. Thanh niên nào tiếp theo lên đây? Đó chính là một con rồi. Nước à? 4k6 máu này. Khá là sợ ta. Chiến binh này hút nó. Một phát 8400 máu. Đã chết. Ngon. Con tiếp theo của chúng ta là một con rồng Hawaii. Nó dùng cái đàn đánh mình. Nó hệ lá thì mình có hệ lửa đây. Sử dụng lava bones và nó sẽ chết thôi. Nhanh chóng, gọn nhẹ, đơn giản. Đã xong con rồng con rồng Hawaii. Một bé rồng đã xong này. Và mình sẽ cần đợi là thời gian là bao nhiêu thời gian nữa để có thể tiếp tục chơi nhỉ. Open. Open ra nào. Nó sẽ có cái gì đây? Chainmail. Con này cho đợi khoảng 5 tiếng thôi. 5 tiếng nữa ta có thể chơi tiếp tục được cái này. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục vào đây nào. Mình sẽ cần làm chúng ta sẽ chơi ở trong cái phần hòn đảo này cái. Đang cố gắng thoát ra khỏi cái chỗ này đây mà lâu quá chưa thoát ra đổi. Có 4 ngày thôi. Tiếp tục đi nào. Lên phía trên nhá. Stop 3 ô nào. 2 ô cũng được. Mình sẽ lấy thêm được cục vàng to ở đây. Hơn 8k vàng. Tiếp tục là quay số nào. Ở cái chỗ này thì mình đi kiểu gì nhỉ? Nếu mình vào đúng cái chỗ này thì mình đi kiểu gì đây? 1, 2, 3. Vấn đề là mình đi ở chỗ này thì mình sẽ bị rơi xuống dưới đây. Mình ít nhất phải được 3 ô. 2 ô thì không được đâu. 2 ô thì vỡ mặt. Vãi linh hồn. Rồi.
Mình sẽ xuống dưới này. Khó chịu thật, thật sự là khó chịu. Chỗ này phải được 3 ô mới lên được. 3 rồi, ngon. Tuyệt vời mà trời. 1 này, 2 này, 3. Chúng ta lên được trên cái đỉnh này. Và mình sẽ cần phải xem cái map một chút. Cái map này mình không nhớ lắm. Sẽ tìm tới Dragon City và mình sẽ tới cái Watchtower, hòn đảo, tòa tháp đây. Nó ở đâu nhỉ? Watchtower Island, Dragon City Guild, đúng rồi. Đây nó sẽ có cái map của nó đây, chính xác luôn. Chúng ta đang ở đâu nhỉ? Chúng ta đang ở rất rất xa. Ở đây không hề có. Ở chỗ này nó sẽ cho mình lên này, lên để lấy được mảnh rồng này. À không, đây là mảnh rồng của con đấy đây. Mình sẽ đi sang bên tay trái là hợp lý nhất. Chuẩn rồi. Theo mình nghĩ mình sẽ đi sang tay trái đi. Tay trái nhá. Bắt đầu là quay số sang tay trái này để lên trên đã. Trên mình có đường được, dưới này không có đường đâu. Ba, ngon. Khá là may mắn. Đây mình sẽ đi theo đường này để có thể có một cái cần gọi là cái máy cẩu đá, nó sẽ cẩu mình lên. Mình cần ít nhất là bao nhiêu cũng được, hai cũng được, và mình sẽ cần thêm 2 ô nữa. Rồi mình sẽ cần thêm khoảng 180 coin nữa thì mới có lên được mảnh rồng này. VR này ngon chưa, đẹp vãi. VR mảnh thứ hai đúng không, mảnh thứ hai của con Scaredy Cast. Sau khi lấy được cái mảnh con này thì chúng ta sẽ lên trên này. Mảnh rồng tiếp theo nó ở đâu nhỉ? Đây, Scaredy Cast nó ở tầng 26 cơ. Wow. Hủi, dài lắm, đường còn dài và còn rất xa. Khoảng là 5 ngày nữa thôi thì nó sẽ kết thúc cái sự kiện này rồi. Và chúng ta sẽ vào trong phần arena nào, chiến đấu nào. Infinity, vô cực. Frost. Không không đánh được, không đánh được. Team này khỏe quá. Empathy trâu bò lắm đấy. Flora này. Ai da, toàn những con máu mặt đầy. Roller Coaster hay Epic. Quay lại khắc chế mình, hệ mình nha. Vào đánh nó, đánh cho sấp mặt luôn. Mình có nên là đổi lại không? Rồi mình sẽ thay đổi team đi một chút. Mình sẽ để vũ trụ ca lên trước nhờ, được không ta? Chắc là được. Vũ trụ ca là hơi yếu nhờ. Chúng ta sẽ để vũ trụ ca lên trước đi. Hoặc để Hải Long Vương này. Nhưng mà con đấy nó hệ gì ta? Chúng ta sẽ để Eneru thần sấm lên. Nó hệ sấm sét, bóng tối, có bóng tối kìa, không được. Vũ trụ lên nó sốc đam cho cũng chết. Mình sẽ cho vũ trụ lên trước này và Hải Long Vương lên đầu này. Theo mình nghĩ này là ổn hơn rất là nhiều. Lửa nó không có chiêu gì cả. Rồi chắc là được. Tiến lên ạ. Và fighting. Có vẻ khá khó nhằn so với cái trận này đấy, không đơn giản đâu. Không đơn giản để thắng đâu. Mình sẽ đánh trước à? Hay. Mình sẽ dùng đóng băng cộng hai phát sẽ giết con này. Wow, nó trông thế. Mình giết được có 9k thôi. Đánh 11k kìa. Bá nhờ. Vãi cả linh hồn thật. Nó khỏe thế. Không được, ra cái nó cho chết ngay. Khỏe nhờ. Team này thì làm sao mình ăn được đây? Bó tay rồi. Nó khỏe quá. Nó trâu bò vãi cháy à. 12.000 đã chết Hải Long Vương là con mạnh nhất của mình. Căn bản là sao bạc yếu quá, không đủ mạnh. Phải là sao vàng, ít nhất là phải sao vàng trong này thì mới có thể là đủ sức cân lại của nó được. Đấy đều là 3 sao vàng hết. Đan nó to hơn mà. 2, 3 sao vàng này, đánh được. Cái yếu 8k. Ít nhất phải 2 đòn thì mình mới có thể chết được. Đĩa Thunder cộng này. Trận này chắc là mình thắng được thôi. Thằng cộng mình khá khỏe. Đấy. Còn hơn 8.000 này. Khá là mệt mà. Chúng ta sẽ 9.000 có để đủ đủ sức không? Ở đây, Black Hole. Black Hole. Black Hole. 12k đã chết. Yếu thật, đam yếu quá. Nó có không có chiêu gì khắc chế mình được. Băng giá. Nhất là phải 2 đòn, 2-3 đòn gì đó. Black Hole. Chúng ta sẽ dùng chiêu tăng 30% đam. Mình chỉ chết mỗi con Hải Long Vương của chúng ta thôi. Còn đâu vẫn sống. Nhìn chung khá là ổn. Không cần nói là quá tệ đâu.
như này vẫn là ổn. Black hole, black hole, một phát này 13.000 máu đã đai. Con nào tiếp theo lên đây? Xong luôn rồi. Nhanh rồi, chúng ta sẽ được thêm 3 đồng tiền quái vật nữa và mình sẽ cộng thêm 17 cái cúp này. 5627 Boulder này, team này khá yếu thôi, hoàn toàn có thể là chiến được này. Ma băng so về hai con này thì dung nham vẫn là khỏe hơn đấy, dung nham máu nó trâu hơn một chút nhưng mà ít hệ hơn. VR và đều là 19.000 và 3.600 dam này. Thôi mình sẽ chọn này đi, nó có chiêu gì, có băng giá, thế thôi, có mỗi băng giá thôi. Đánh được, đánh tốt rồi. Legend, legend. À, hai con 20 mình không sợ lắm, team mình ăn được. Đánh đi, không phải nó cũng hồi mà. Ủa, con TT to vậy, to vậy cha. 6-7 thôi, giết được. 15k, hy vọng ra có thể giết được nó trong một chiêu. 16, yes, hay lắm. Thủ nó cũng yếu mà, tại vì là 2 sao đồng. Hệ pua 6k. Rồi mình sẽ đổi sang con khác đi. Ồ, hệ pua nó khắc chế mình nha. Nhưng mà mình đi Thunder cộng thì sẽ giết được nó thôi. Khá đơn giản để giết con này. Dình 12k, vừa đẹp. Horatio và con rồng sói nó là băng giá. Băng giá thì lửa. Nó cũng có hệ pua này. Bất ngờ, thật sự rất bất ngờ luôn. Quá bất ngờ. Nó cũng có chiêu khắc chế mình, đó chính là chiêu hệ bóng tối kìa. 15k, đã chết, đã xong, đã đai luôn. Victory này. Và mình sẽ cần thêm 3 điểm quái vật nữa. 29, 28, khỏe quá. 23, 28, ủa 28 này, trâu quá này. Nó epic nhưng nó khá là trâu. 29 nữa kìa, cũng là một legendary. Chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây thôi, tại vì không thể nào mà có thể chơi thêm được nữa rồi. Và chúng ta sẽ xem nào, làm quest, làm Lewitch. Làm Lewitch để lấy thêm 2 viên game nữa. Test luôn cái con rồng Deadly, con level 8 kia chúng ta lên cho luyện luôn. Cấp 15, cấp 9, cấp 10 này. Đây level 8 đây. Tìm con Deadly Dragon nữa là xong thôi. Chúng ta sẽ tìm tới con nào đây? Cỗ máy hủy diệt, kiếm sĩ quỷ vương. Đâu ta? Đây rồi, Deadly đây rồi. Và đội hình như thế này. Rồi, ok. Thật ra đội hình này thì nó hơi cùi bắp một chút, nhưng mà thôi không sao. Chúng ta còn 2 trận nữa ở phần Lewis này để lấy thêm được 3 viên game nữa. Phía này sẽ đối đầu với ai đây? Con cấp 25, khá ghê. 6.007 Tedra. Mình sẽ test thử Deadly luôn. Deadly lúc nãy vừa đánh rồi, chắc không cần phải test thử nữa cho anh em. Mình chỉ còn mỗi chiêu này thôi. Đó, xoay cái kiếm và nó cắn chết mình luôn này. Ôi, nó nảy đam to thế, sợ nhờ. Khá là gớm đấy. Swap sang con khủng long bạo chúa chúng ta, X-Drake, và sử dụng tuyệt chiêu chiến binh cắn nó. 16k, đã xong. Con nào lên đây? Con tên là Top à? Ok, nó sẽ dùng chiêu gì? 11k máu này, khá là thấm ta. Lava Bones, tiếp tục là Lava Bones. Đánh đi, 15.000. Nó sẽ còn khoảng 17k nữa. Bóng tối này, 10.000, gần chết. Lúc ấy mình được bao nhiêu TK nhỉ? Vấn đề là khá yếu nên mình sẽ dùng con này đánh. Con trâu của nó cấp 30 rồi. Khá khỏe. Còn 22 máu này bây giờ vào là có thể là last hit được. Nhưng mà xong mình cũng sẽ chết luôn. Last hit phát nhỉ. Đằng nào thì cũng chết thôi. Lava bone này, đánh bại nó. Lửa xuống 16.000. Đã chết, con tên là Top. Và đây là con rồng 4 đầu Ice Spiker. Ôi, nó cắn đẹp nhỉ. Ôi, chết luôn rồi. Băng giá.
băng giá thì mình có chiêu kim loại khắc chế băng giá. Dòng bốn đầu này cũng đẹp này, như ở bốn đầu con rắn đấy. Đẹp đẹp, nhìn khá chất. Chúng ta sẽ chuyển sang cái trận khác nào, claim này. Mình sẽ đối đầu với... thật ra thì mình không cần bỏ con Deadly vào đâu. Rồi mình sẽ luyện con này luôn. Chưa học skill nên nó rất là yếu. Đam cực kỳ thấp luôn. Hơn 9.000, phải 3 phát con này mình chết được. Cầu vồng. Chúng ta sẽ dùng tiếp là chiêu của chiến binh. Húc nó này. Chiến binh xuống, không chết. Vẫn còn hơn 800 máu. Khó chịu chưa? Chiến binh này, tấn công nó. Tấn công nó, một nhát, hơn 8k máu. Win. Con này là con gì? À, sử dụng chiêu Tsunami. Ôi, chết rồi, chết luôn kìa. Thôi, mình sẽ dùng con này thôi. Sử dụng chiêu nào cũng được mà. Đấm xuyên tường này. Đấm xuyên tường, hơn 30.000 máu. Win. Tiếp theo sẽ là con rồng Tiamat Frodin. Nước 21k. Nước thì mình deck có chiêu gì rồi, mình có Cannonball thôi. Khỏi Tiamat mà con rồng cũng là Heroic luôn, 32k máu. Ghê. Đấy, tí thì thua nha. Sợ phết đấy. Trận này lớn ngoài mà không được 16.000 thì 15.559. May, vừa kịp. Chúng ta đã win rồi. Và mình sẽ nhận thêm 3 bên game ấy nha anh em. Nhận thêm 3 bên game này là mình có 114 game. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập ở đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.